Chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh của lời giải 2. Ngày hôm nay thì cô chúng mình sẽ tiếp tục học phần số 8 La Mã, Looking Back. Phần đầu tiên là phần pronunciation, phần phát âm. Listens and mark the stressed syllables in the words in both. Chúng ta sẽ lắng nghe và đánh dấu trọng âm cho những từ in đậm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu số 1. Track 50. Unit 6. Gender equality. Page 74. Looking back. Pronunciation. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 1. The surgeon's job is quite difficult. Câu số 1 chúng ta có từ difficult. Trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất. Đây là tính từ mang nghĩa là khó khăn. Câu này có nghĩa là công việc phẫu thuật thì làm công việc khá khó khăn. Câu số 2. 2. Soviet cosmonauts learned how to parachute to safety. Soviet cosmonauts learned how to parachute to safety. Chúng ta có cái từ parachute, nhảy dù. Động từ, chúng ta trọng âm rơi vào âm đầu tiên, parachute. Câu 3. Câu này có nghĩa là các nhà du hành vũ trụ Liên Xô đã học cách nhảy dù an toàn, đến nơi an toàn. 3. I'm proud of my sister. She's studying at a medical school. Câu số 3. I'm proud of my sister. She's studying at medical school. Medical cho âm rơi đầu tiên. Tính từ. Tôi rất tự hào về chị gái của tôi và cô ấy đang học ở trường y. 4. We need to continue fighting for equal rights. Câu 4. We need to continue fighting for equal rights. Fighting. Chúng ta có từ in đậm là từ continue. Continue. Trọng âm rơi vào âm thứ hai. Continue. Chúng ta cần phải tiếp tục tranh đấu cho quyền bình đẳng. Đấy là bài số 1. Difficult. Parachute. Medical và continue. Rồi, chúng ta sẽ cùng sang đến bài thứ hai là bài về vocab. Chúng ta sẽ làm cái phần u chữ này và sử dụng các từ mà chúng ta học ở trong cái unit vừa rồi. Câu thứ nhất, A chấm 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 teacher work with small children to prepare them for school. Một cô giáo như nào đó đã làm việc với những trẻ em nhỏ này. Để giúp chúng có thể tới trường. Để giúp tức là trong cái giai đoạn đấy để chuẩn bị cho các em đến trường. Như vậy chúng ta có là giáo viên mẫu giáo, đúng không? Lớp mầm thì mới chuẩn bị cho các em đến trường được. Thì chúng ta có cụm từ là kindergarten. A kindergarten. Câu 1. Chúng ta sẽ điền thẳng dọc. K kind garden. Ok chưa nào? Câu 2. Job adverts should not mention their ideal candidate. Các nhà quảng cáo tuyển dụng không nên đề cập đến nghề nghiệp của ứng viên lý tưởng cho họ. Thì đúng không? Nghề nghiệp chúng ta nên điền từ career. Câu 2. Câu 3 này, a very experienced was able to rebuild his nose after the accident. Một người nào đó giàu kinh nghiệm đã có thể làm lại mũi sau tai nạn. Như vậy thì chỉ có người làm lại mũi sau tai nạn là bác sĩ phẫu thuật thì đúng không? A very experienced surgeon. Câu 4. Boys and girls should have opportunity in education. Con trai và con gái thì nên có một cái cơ hội gì đó trong gọi là trong giáo dục, trong việc học. Chúng ta có từ số 4 là từ mà xuất hiện ngay ở topic equal. Quyền bình đẳng.
quên mình nào. Câu 5. Parents should not boys differently from girls. Bố mẹ thì không nên đối xử với con trai khác con gái, đúng không? Treat. Rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện crossword. Các em cùng chữa vợ nhé. Đây là chúng ta sẽ cùng đến với bài cuối cùng là về grammar. Đề bài như sau. Mỗi câu sau thì sẽ có một lỗi sai. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ chân dưới lỗi sai đó và viết lại. Thứ nhất này. One paragraph about gender equality ought to write by each student. Chúng ta thấy có từ by thì đây là dấu by cộng tân ngữ, dấu hiệu của bị động. Nên cái từ read này chưa đúng. Chúng ta nên để thành là đây. Be written. Ought to be written. Câu này có nghĩa là mỗi một học sinh thì nên viết một đoạn văn về bình đẳng giới. Câu 2 này. Action to stop domestic violence must take immediately. Hành động để dừng bạo lực gia đình thì nên làm ngay lập tức. Chúng ta có cụm từ must be taken, nên được làm. Bởi vì những hành động này nó không thể làm được, mà nó phải được ai đó làm, đúng không nào? Nên chúng ta phải bị động ở đây. Câu 3. Should all people be provided with equal access to information? Tất cả mọi người thì đều được cung cấp một cái tiếp cận về mặt thông tin giống nhau. Provide, chúng ta có be thì provide ở đây là phải là thêm ed mới đúng cấu trúc, đúng không? Provided. Should all people be provided? Câu 4. Những bạn gái này thì không được phép forced into marriage, không được ép buộc kết hôn. Must be forced, ai đó ép buộc đây, đúng không? Be cộng với forced thêm ed. Câu 5. Can men and women give an equal opportunity in the workplace? Liệu rằng phụ nữ có thể tạo được cơ hội bình đẳng tại nơi làm việc không? Chúng ta có từ give. Be given. Bởi vì có can là phải là có be nữa. Rồi. Như các em thấy là chúng ta sẽ đều sử dụng cấu trúc kia bị động với động từ khuyết thiếu. Đấy là chủ ngữ này, cộng với be, cộng với modal, cộng với verb be to và by object nếu có. Đây là cấu trúc chung cho các em ra để làm tất cả các dạng bài liên quan đến cái này. Rồi, như vậy là cô đã chữa xong cho các em phần looking back. Cảm ơn các em đã theo dõi video.